lành lên đây để mà nói cho mọi người nghe họ sắc tín hơn vào quyền năng của Chúa. Nào, mời con lên đây. Con xin kính chào cha và chào cộng đoàn ạ. Con xin giới thiệu về con, là người Hà Tĩnh ạ. Con xin không cần giới thiệu người Hà Tĩnh, nghe giọng cũng biết là Hà Tĩnh rồi. Rồi, con tên gì và được tên gì? Dạ, con tên là Maria Nguyễn Thị Hiếu ạ. Con xin đến đây để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha cùng cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình chúng con được ơn trở lành và được Chúa nhậm lời chúng con cầu nguyện ạ. Con xin chia sẻ với cộng đoàn là hai ơn lớn nhất và mới nhất ạ. Chứ còn nhiều ơn khác đi rất nhiều cho mất vào thời gian ạ. Ơn thứ nhất là người chồng con là bị ung thư trực tràng ạ. Đầu năm 2018 đi khám bệnh thì các bác sĩ cho biết là ung thư trực tràng thấp, cho nên là con cũng rất buồn. Nhưng mà con cũng nói với chồng con là tin thác vào lòng thương xót Chúa. Rồi 3 giờ chiều là cứ kết hợp rồi để là lòng chửi thương xót. Thì quá thời gian từ hôm đó là tháng 2 rồi là cho đến tháng 5 thì con cũng vào đây 2 lần được trả đặt tay và cộng đang cầu nguyện cho thì được Chúa nhầm lời. Và con cũng hàng ngày cầu nguyện là cho nhà con được là gặp thầy và gặp thuốc. Thì đúng là như lời cầu nguyện là được gặp thầy và gặp thuốc. Đến hôm nay thì quá là thời gian 6 tháng thì cháu con đã được khỏe. Đó là con lớn thứ hai là bản thân con đây. Con đi chăm chồng con ở bệnh viện Trung ương Huế. Thì con bị đau chân. Rồi con cũng đi khám, đi chụp, đi siêu. Rồi kết quả bác sĩ cho biết là bà phải thay cái khớp gối trái. Thì con rất mình, con nói con giờ đang chăm chồng bà ông bà nội ở nhà đang 92 tuổi, con phải phục vụ, con chưa được nghỉ ngơi. Rồi con cứ là tỉnh thác qua Chúa, con cầu nguyện hàng ngày. Con nói là con chưa có điều kiện để mà đi thay khớp đâu. Thì con là vào đấy, con cả vợ cả chồng con vào đấy được Chúa đặt tay và cộng đoàn cầu nguyện cho. Ngay thứ nhất là con nghe đang đau vừa. Ngay thứ hai là sáng dậy con ở ngủ nhà trọ, con dậy là con cảm thấy cái chân con lành hẳn luôn. Cho đến nay là con ban về trong con là vào đây để đi một chuyến tạ ơn Chúa và cảm ơn cha cùng cộng đoàn đã ban cho nhà con được gặp thầy gặp thuốc và được ơn chữa lành cả vợ lẫn chồng. Con xin hết. Tôi gửi tặng cho vợ chồng chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót và cuốn tâm thư lòng nhân hậu và cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho chị và tâm chị. Mời con.